Sau một thời gian tạm lắng, tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen đã dần trở lại với quy mô tổ chức và hoạt động ngày càng tinh vi, như là dán tờ rơi quảng cáo vay tiền ở các cột điện, tường nhà hoặc là vào tận vùng nông thôn để người dân liên hệ vay tiền. Tuy nhiên, khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng trong băng nhóm liền hành xử theo cách giang hồ, liên tục gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần, tạt nước sơn, thậm chí đánh người gây thương tích. Và mới đây, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa triệt phá băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang. Đây là những tay vợt trong đường dây cho vay với lãi suất lên đến 360% trên năm của băng nhóm gồm 11 đối tượng đến từ các tỉnh khu vực Tây Nguyên mà lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu vừa triệt phá thành công, thu giữ hơn 970 giấy tờ các loại gồm giấy chứng minh nhân dân, số hộ khẩu, giấy phép lái xe, hơn 2.200 biên lai ghi nợ với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu là Vũ Đình Dũng, trú tại huyện Cư Chút, tỉnh Đắk Nông, cùng 10 đối tượng khác trong băng nhóm thực hiện. Điều tra mở rộng, ngoài thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bọn chúng còn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang. Em có in tờ rơi và trong đó có số điện thoại mà khi mà phát tờ rơi một lần như vậy là khách nhặt tờ rơi và đã sẵn có số điện thoại, xong rồi khách gọi điện thoại để liên hệ với lại em, thì đã lợi dụng các đối tượng này là thường xuyên tụ tập ở một cái nơi, ở một cái quán, sau khi là thu gom là tiền lãi về là tổ chức là ăn chơi rồi là tổ chức đánh bạc, thì lợi dụng cái cơ sở đó thì lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành tổ chức bắt quả tang. Rồi thu được rất là nhiều tài liệu là trong người và trên phương tiện để làm cơ sở mà coi như là để mà đấu tranh mở rộng vụ án ra. Việc triệt phá thành công băng nhóm cho vay lãi nặng này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.